Trong 10 nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát Nếu nói về nguyện chỉ có 7 điều ấy 7 điều ấy là nguyện Cổ Đại Đức bảo ba điều sau là hồi hướng Thường tùy Phật học Là hồi hướng Bồ Đề Hàng thuận chúng sanh Là hồi hướng chúng sanh Phổ giai hồi hướng là hồi hướng Pháp giới. Cũng là hồi hướng tánh đức. Câu thường tùy Phật học vô cùng trọng yếu. Thường là vĩnh viễn chẳng gián đoạn chúng ta học theo ai, học theo phật chẳng sai vì sao phật là bậc đại triệt đại ngộ phước huệ viên mãn nói theo lý phước huệ trong tự tánh của chúng ta và phước huệ của như lai không hay không khác nhưng chúng ta đã mê mê mất rồi phật giác ngộ chẳng mê chúng ta mong mỏi phước huệ trong tự tánh của chính chúng ta hiện tiền chúng ta đi theo ngài sẽ chẳng sai ngài thị hiện nói rõ với chúng ta Toàn là phước huệ sẵn có trong tự tánh Làm sao có thể sai lầm được Vì thế Chỉ bảo chúng ta phải học theo Phật Hiện thời Phật chẳng tài thế Nhưng kinh bổn vẫn còn trên cõi đời Kinh bổn tuy nhiều Tám dạng bốn ngàn pháp môn Pháp môn bình đẳng chẳng quá cao thấp. Đối với căn tánh của chúng ta trong hiện thời, quá ít thì không được, quá nhiều bèn tiêu quá không nổi. Tìm một bộ kinh chẳng dài, chẳng ngắn, thích hợp với căn tánh của chúng ta là kinh Đại thừa vô lượng thọ. Được. Suốt đời này chúng ta học một bộ kinh này. Thật sự học bộ kinh này. Thưa quý vị 10 năm Quý vị dẫu chẳng đại triệt đại ngộ Cũng sẽ đại ngộ Thấp hơn đại triệt đại ngộ một bậc Quý vị đại ngộ Khẳng định là có Chỉ cần quý vị thực hiện được chữ thường này Thường là chữ nên gián đoạn Thâm nhập một môn huân tu lâu dài chúng ta thấy từ xưa đến nay quả thật có nhiều người chẳng biết chữ chưa hề học hành thứ gì cũng chẳng biết có người bảo kẻ ấy a di đà phật hay lắm quý vị hãy niệm câu phật hiệu này Tương lai nhất định được lợi ích Người ấy có thiện căn chẳng hoài nghi Tiếp nhận Từ hôm ấy trở đi Thật sự suốt ngày từ sáng đến tối Luôn là A-di-đà Phật Niệm ba năm Biết trước lúc mất Chẳng ngã bệnh Rất tiêu sái đứng giảng sanh hoặc ngồi giảng sanh Chẳng ngã bệnh Ra đi Đến thế giới cực lạc Thời gian ba năm thôi Nếu chúng ta dụng công nơi kinh giáo mười năm Lẽ đâu chẳng khai ngộ Trong kinh Di Giáo Đức Thế Tôn đã nói chế tâm một chỗ không gì chẳng thành tựu ta muốn đến thế giới cực lạc muốn thân cận a di đà phật làm chuyện này quý vị hãy tập trung tâm vào một chỗ một bộ kinh này một câu phật hiệu quý vị sẽ làm được chẳng khó trên thế gian làm chuyện khá khó khăn Chứ chuyện này chẳng phải cầu cạnh ai khác Chỉ cần chính mình hạ quyết tâm là có thể làm được Bí quyết thành công ở ngay trong câu này